Xin chào các bạn nhé, mời các bạn cùng đến dự lễ đặt văn mụ cho cháu bé ở trong xã Xuân Long. Thôn gì thì không nhớ rõ lắm. Đấy, các anh chị đã hát thi rồi này. Các anh chị hát thi đông lắm này. Đây là con trai có hát không? Con trai bên này á? À đây nè. Sao không ngồi gần nhau? Thế phải ngồi gần nhau mới nhìn thấy chứ. Đây anh đẹp trai này chưa thấy hát bao giờ luôn. Thấy chưa? Đây với thầy này à? Có thầy đi không? À hai người á. Thế hai chị ra đây ngồi đi. Anh là đẹp trai hát ra con gái xin số điện thoại đấy. Đây khán giả các bà đang xem đây, các bà đông lắm. Không nghe thấy mấy, nó hơi ồn. Đấy, đến anh này đấy. Đến anh này để ngồi để xem. Đến con trai rồi. Để xem là cặp đôi nào không được anh này. Không qua đâu. Đây, cặp đôi đây thưa anh nhá. Hay biết hai mà cặp đôi nào. Đây, cặp đôi nào. Con này, con trai chưa hát được hả? Chị hát canh, canh chưa hát à? Hai mấy cả? Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trương ơi, ai làm cái đó khó à? Bác đi hướng sau đấy rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mệt quá để mua thì mà Bye.
Được rồi, không.
không có máy thì sao? Thế là các máy thì các bác thì không giống nhau. Mong sai sai tôi cần cả các kiến thức thôi nè. Tập trung vào vấn đề. Tôi phải được tình, Con này không có chịu đi. Con này không có chịu đi. Được rồi, tiến sĩ ạ. Hôm nay nó rồi, nó ăn đấy. Con hát rồi đấy. Thì hát ra tôi ăn nẻo của lẩu lẩu rồi. Thế còn ai hát không? Không ai hát rồi, về thôi. Được không? Nó còn đấy.